Hello, xin chào tất cả anh em đã quay trở lại với channel của Huygo Robot. Giveaway ngày hôm nay đó chính là phi công cho robot leader, phi công có khả năng xuyên khiên. Các bước tham gia như sau. Đầu tiên, anh em phải đăng ký kênh và like cái video này. Bước thứ hai, bình luận ID cộng hệ điều hành kèm theo cái hashtag của cái giveaway lần này. Ví dụ, ID của anh em là ABC123 và hệ điều hành là Android thì anh em sẽ làm như sau. ABC123 gạch chéo Android và kèm theo hashtag của giveaway lần này như ở trên hình, và mình sẽ để lại mẫu ở phần ghi của bình luận. Anh em lưu ý nhớ kèm theo hashtag và các bước trên, nếu như không đủ điều kiện trên ấy thì sẽ không được tính là hợp lệ. Kết quả sẽ được công bố vào ngày 20 tháng 1, sẽ có 5 người may mắn chụp giveaway, mỗi người sẽ nhận được một phi công cho robot leader. Chúc anh em may mắn nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.